Em tên là Phan Thị Hoài Tiến, năm nay em 27 tuổi. Quê của em là ở Quảng Nam, nhưng mà hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Mình đang làm công việc gì em? Dạ, hiện tại thì em đang là một điều dưỡng tại thẩm mỹ viện ạ. Điều dưỡng tại thẩm mỹ viện? Dạ vâng ạ. Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ vâng ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn bộ quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Hợp, năm nay em 27 tuổi, quê quán của em là ở Hưng Yên và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại quận 9 Hồ Chí Minh. Em làm việc gì? Công việc của em là quản lý chuyên về bê tông và xây tô. Bê tông tức là vật liệu xây dựng dạ, đúng không? Vật liệu xây dựng ạ. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì rất là thẳng thắn và thật thà. Thứ hai nữa là em rất là chân thành, sống biết yêu thương người khác cho với lại yêu thương gia đình. Dạ, còn nhược điểm của em thì cũng rất là nhiều. Đặc biệt là em rất là nóng tính. Dạ, nóng tính lắm luôn. Ở nhà mà em út ở nhà mà em đâu có dạy học được đâu, chỉ là bé kế em nó dạy thôi, còn em là không bao giờ dạy được, bởi vì là sai một cái là em nói một tiếng một thôi, còn qua tiếng thứ hai là dạ chắc là sẽ có đập. Trời ơi, ghê vậy. Em đập có khi nào đập đồ đập đạc gì không em? Dạ chưa ạ. Chưa. Dạ. Cũng tốt, chưa đến nỗi nào. Còn dạ. Bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ thưa, là ưu điểm của em là một người sống và làm việc rất có trách nhiệm, người sống khá là chan hòa, thương yêu mọi người. Khuyết điểm thì em cũng hơi nóng tính một xíu. Trời ơi, hai người nóng tính hết trơn rồi chắc quýnh lộn luôn á. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi con gái? Dạ chưa. Chưa có? Dạ đúng rồi ạ, chưa có ạ. Lý do tại sao? Thì cái lý do đầu tiên em nghĩ tới là do em cao quá. Em dạ. Cao 1m mấy? Dạ em cao 1m7 ạ. Bởi vậy nãy giờ vô chị nhìn chị muốn ngước lên, chị muốn mỏi luôn á, mỏi mắt luôn. Dạ. Quá cao. Dạ. Và cái lý do thứ hai mà em nghĩ đó là một cái lý do mà cũng quan trọng, là sau khi tốt nghiệp xong là em vào trong Sài Gòn em làm, mà em làm điều dưỡng trong một cái trung tâm cai nghiện á. Dạ đúng rồi. Thì cũng chính cái môi trường đó là nó làm cho em có một cái cảm giác là mình đi ra ngoài á, mình đi ra ngoài mình nhìn thấy người khác mình sợ. Tại vì lúc mà vô trong trại cai thì ai cũng như nhau, nhưng mà lúc mà họ cai xong họ ra là lên đồ, lên xe là chị thấy nó rất là đẹp, nhiều người đẹp trai lắm luôn, em nói thật sự là đẹp trai lắm luôn. Con nhà giàu có nhưng mà cuối cùng họ vẫn đi vào con đường nghiện. Nó làm cho em có cái cảm giác là mình sợ luôn. Mình sợ luôn, có nghĩa là đi ra đường mình thấy là ồ rồi không biết là anh ta có nghiện hay không, rồi có nghiện rồi có chịu đi cai rồi này kia hay không. Thì làm nghe em... là bị bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng đến dạ. Tình yêu. Nó ảnh hưởng em rất nhiều, là nguyên một cái giai đoạn nào cũng phải là 2 năm sau khi mà em vào trong cái môi trường đó em làm. Thì em mới có cái tư tưởng nó giãn bớt ra. Tại vì cũng có người cai nghiện thành công chứ không phải là không. Cũng khổ tâm quá ha. Cái môi dạ. Trường làm việc cũng hạn chế trong cái tình yêu. Em gái, em muốn tìm người yêu thế nào? Dạ, mẫu người yêu của em chắc là... Chắc trước hết phải cao quá. Dạ đúng rồi. Cao ít nhất là phải 1m7 bởi vì em là... Em coi bên kia cho hỏi đi, em hỏi bên kia. Dạ, anh cao 1m bao nhiêu ạ? Bên đây khoảng 1m5. Dạ. 1m51 là cùng. Dạ, nếu 1m51 mình có thể mang về độn anh ạ. Không sao đúng không? Dạ. Rồi. Thứ hai nữa là không được đẹp trai quá. Sao vậy? Dạ, tại vì người ta nói là chồng đẹp là chồng người ta. Kệ đi, chị thích đẹp. Chẳng may đẹp trai cũng được không em? Chẳng may đẹp trai được không em? Dạ, chẳng may anh đẹp trai thì em đẹp gái, là mình hai mình xứng đôi rồi anh ạ. Rồi, dạ. Còn gì nữa không em? Anh ơi, anh có từng nghĩ tới ma túy không ạ? Chưa thấy ai đi tìm người yêu mà hỏi anh có ma túy không? Thông cảm dạ, đi, ta làm trong môi trường đó mà. Dạ, em, tại vì là bệnh nghề nghiệp của em anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những cái thứ tệ nạn xã hội. Tại vì em mà anh thấy ai mà lên cơn là em nhìn biết liền à. Cho nên là có gì mình nói thật anh nha. Tí em nhận xét anh nhá, không có bị lên cơn không nhá. Bạn trai bên kia em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái em muốn tìm là một người bạn gái có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, nước da thì trắng. Và về tính cách thì bạn ấy là một người phụ nữ của gia đình, quan tâm chăm sóc gia đình hơn là việc đi kiếm tiền, nhiều tiền. Tức là bạn ấy đừng đặt nặng cái việc kiếm tiền quá. Yeah. Thì nếu em nuôi được bạn ấy thì bạn ấy sẽ bỏ bớt công việc. Dạ vâng, nuôi được ạ. À vậy nuôi tốt. Được. À, những điều gì mà em không thích ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ mà quá nóng tính. Nóng tính trời ơi. Càm bên ràm kia, nữa. Bên kia nóng quá. Rồi càm ràm nữa hả? Sao em gái? Ồ, dạ, sao em gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Nhưng mà sao anh không hiểu nha. Dạ. Thường thì điều dưỡng đó. Dạ. Họ kìm được cái tính dữ lắm luôn á.
điều dưỡng là bao giờ cũng kiên nhẫn lắm á. Tại vì là khi mà em vào cái môi trường đó là môi trường nó hơi đặc biệt hơn những cái môi trường khác một chút. Khi mà họ lên cơn nghiện rồi á thì là mình phải vững, với lại mình cũng không thể nào mà mình làm một cách là dịu dàng giống như ở trong bệnh viện kêu là à cô ơi chú ơi rồi này kia được. Dạ, quyết đoán lên, mạnh mẽ, không phải dữ dằn lên đúng không? Dạ cũng không đến nỗi dữ lắm, nhưng mà do cái âm lượng của em nó rất là to. Em nói bình thường thì coi như là em đang la người khác. Thử em la một tiếng thôi, nói âm lượng cỡ nào. Dạ em sợ vỡ biết anh ạ. Không sao đâu. Em ví dụ như bên đó là bệnh nhân đó. Ừ. Đó dạ. Ví dụ anh bệnh nhân nè. Đập phá nè. Yên lặng. Không yên. Ê. Không. Dạ chừng nói như được. Vậy thôi đó hả? Dạ. Thử rồi đó. Chứng tỏ em là một cô gái rất bản lĩnh. Thì dạ. Mới làm trong cái môi trường đó. Bản lĩnh và cá tính đó. Dạ, thôi. Vâng. Bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia là người như thế nào? Dạ. Em nghĩ là chắc là cao khoảng bằng em. Cao khoảng bằng người. Em. Dạ thì chị Cát Tường. Giò cẳng cũng dài ha, cũng được, không đến chị nổi. Chị ơi, chị nhìn giùm em có bị hói không chị? Hói nguyên đầu luôn em ạ. Bớt cái tiêu chí xuống một chút. Bây giờ nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Cỡ tầm khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm nữa. Dạ. Bây giờ quyết chí lấy vợ chưa? Dạ quyết chí ạ. Dạ. Thích con gái không? Dạ thích chị ạ. Nhằm mê gái. Mê gái, được. Mê bây nhưng giờ... mà đừng mê quá anh nha. Em cảm nhận bạn nữ bên đây là như thế nào? Qua những gì mà em vừa mới được nghe bạn ấy chia sẻ thì em nghĩ bạn này khá là mạnh mẽ, cũng hơi cứng rắn một chút. Rồi, ok. Chị nghĩ là được kiếm được một anh mà cao cao tương đối. Ủa em cao mét mấy, 7 mấy? Dạ 78 ạ. 78, quá dữ luôn. Trời, để dành cho em. Không nắm bắt được cơ hội là coi như thua. Dạ vâng ạ. Cỡ nào bằng mọi giá, phải chinh phục được anh ấy. Rồi. Hôm nay em trai đi với ai? Giờ em đi cùng với người bạn học cùng đại học em ạ, Đoàn Sái Ca ở dưới. Đại diện đàn trai phát biểu ý kiến coi. Dạ em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thương, bạn đại học với lại bạn Hợp ạ. Thì em xin phép có một đôi lời nhận xét về bạn Hợp. Và bạn Hợp là một người sống rất là hòa đồng, tình cảm và người sống là rất là có trách nhiệm ạ. Còn về bạn gái bên đây thì theo như em cảm nhận thì em thấy bạn là người rất là xinh gái và có đôi chút là dịu dàng chứ em không nghĩ là nóng tính. Và nếu như mà em cần một người chân thành thì đúng bạn của anh rồi, bạn của anh rất là chân thành. Và bạn của anh không nghiện một cái gì cả, bạn anh bây giờ chỉ nghiện một cái là nghiện một mái ấm, gia đình hạnh phúc thôi. Và hy vọng một ngày gần nhất là em có thể gặp lại chị Cát Tường và anh Quyền Linh trong ngày vui của hai bạn. Em xin hết ạ. Cảm ơn em. Con gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại gia đình của em có ba chị gái với lại em gái với bạn của em. Kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Kính chào quý vị khán giả trong đường quay. Tôi là ba của bé Tín. Bé Tín ở nhà là biết nhìn nhận và biết suy nghĩ về mọi người. Với lại là bé Tín nóng là không phải là nóng vội, kiểu là nóng nhưng mà còn có suy xét. Nhưng mà chú thấy con rể tương lai của chú thế nào nè? Thấy anh phong độ, cũng đẹp trai. À, nó nào thì cũng lưu loát, cũng mong muốn là hai đứa cho nhau một cơ hội là bấm nút và hẹn hò rồi tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bác cũng rồi hy vọng với con. Con cảm ơn con. Dạ cảm ơn bác. Bây giờ rồi. Chúng ta sẽ kéo rào cho hai bên gặp trò mặt trò chuyện ha. Với nhau nha, kéo hàng rào. Món quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Tôi không nghĩ hai người này mà ế ta. Gặp ngoài đời không thể nào nghĩ là họ ế, nhưng mà thật trong sâu thẳm thì họ ế thật. Trò chuyện với nhau đi hai bạn. Trò chuyện bắt đầu. Em có nhận xét gì về anh? Em cảm thấy anh sao? Ngoài sức tưởng tượng của em. Là xấu quá hay là? Dạ không. Nhìn rất là phong độ và nhìn rất là đẹp trai. Dạ. Vừa anh có nghe em chia sẻ ấy. Em rất là nóng tính đúng không? Dạ đúng rồi, nóng, rất là nóng tính. Thực ra là anh rất là thích người hiền dịu, dịu dàng một xíu ấy, mà lữ tính ấy, như chị Cát Tường chị đang là dạ. Dáng rất là lữ tính. Vậy thì nếu như mà em nóng tính thì anh thấy em có phải là người nóng tính như em nói hay không? Thực ra là nếu mà nhìn vẻ bề ngoài thì anh không dám nhận xét nhiều, bởi vì là mình phải tìm hiểu sâu thì mình mới nhận xét về người ta cụ thể. Nhưng mà cái nóng tính ấy, bên ngoài thực tế là nó không có tốt. Dạ. Bản thân anh cũng là người rất là nóng tính, anh thẳng tính nữa cơ. Nhưng mà sau khi anh ra ngoài anh làm việc thì anh nhận thấy cái điều đó nó không ổn chút nào. Nên là anh đã thay đổi bản thân mình hàng ngày.
Vâng ạ, về việc mà kiềm chế thì là em nghĩ là em làm rất là ok, bởi vì là môi trường của em là khách hàng là thượng đế. Vừa em thì anh bây giờ anh là tim dạ. Anh bị yếu tim. Dạ, cho nên là không phải là mình nói là coi anh là một khách hàng, nhưng mà là bởi vì là khi mà hai người mình nói chuyện với nhau thì một người nóng thì có phải có một người kia dịu lại. Thì em cũng hy vọng là nếu như mà sau này lỡ có đôi lúc mà em có hơi nóng tính một chút xíu thì anh phải là một người đóng vai trò là lạnh để cho em có thể là giảm bớt nhiệt độ xuống. Lạnh như băng được không em? Dạ. Vậy thì càng tốt, bởi vì khi lạnh như băng vậy là nhiệt độ của em hạ nhanh. Rồi, chúng ta nói chuyện hẹn hò đi các bạn. Quan niệm tình yêu của anh là như thế nào? Quan niệm tình yêu của anh là khi mình yêu nhau thì cứ hãy cứ yêu bằng tất cả con tim, bằng tất cả những gì mình đang có. Dạ. Còn nếu mà chẳng may mà không đến được với nhau nữa thì nó do cái số phận. Dạ. Mình cũng vui vẻ thôi, cũng không đừng có bi lụy quá. Dạ. Thì theo anh nghĩ đến nó thoáng hơn một chút. Còn quan điểm tình yêu của em là em nghe một câu nói rất là hay: chúng ta chỉ mất 3 giây để nói là yêu, nhưng mà chúng ta mất cả đời để mình xây dựng, vun đắp và phát triển cái tình yêu đó. Dạ. Anh xin lỗi là vừa em nói hơi nhỏ, anh chưa nghe được em làm ở chỗ nào nhỉ? Dạ, em làm ở Thẩm mỹ viện Thiện Mỹ ngay chỗ quận 1, ngay chỗ cầu Ông Lãnh anh. Em biết cầu Ông Lãnh không? Anh không biết đâu, nhưng Google Maps chỉ. Dạ đúng rồi. Anh ở quận 9 ở chỗ nào ạ? Anh ở chỗ Long Thuận, phường Trường Thạnh, quận 9. Dạ, ở chỗ đó anh đi qua, nếu như một qua chỗ em là ở thì cũng gần, một qua chỗ làng cũng gần đó. Rồi, dự định tương lai thế nào các bạn? Hôm nay mình đến với nhau, chương trình đã cho mình một cơ hội như này á. Dạ. Thì nếu mà em cảm thấy anh là một người mà có một chút gì đấy làm cho em rung động thì anh nghĩ là mình nên cho nhau một cái cơ hội đó, để mình tìm hiểu sâu hơn. Dạ vâng ạ. Bạn nam hãy nói một cái điều gì đó trong lòng mình để cho thuyết phục được bạn gái. Anh không hứa là chắc chắn là sẽ cho em những cái gì cụ thể, nhưng mà anh hứa sẽ dùng tất cả những cái gì gọi là bản lĩnh đàn ông, rồi tất cả những thứ anh có để chở che và bao bọc cho em. Dạ vâng ạ. Rồi, hết thời gian. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha bạn. Để tay nút bấm đi, bên tay trái các bạn. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chào quá xa cào. Nắm tay đẹp đi em. Đẹp trai đẹp gái ha. Em lo hôm nay em mang giấy cổ phần. Này thuộc về siêu mẫu đó. Này để con chắc cao lắm nha. Rồi, xin phép, xin phép. Dạ, chắc là không. Dạ, con xin phép bác cho con ôm em một cái. Không được, được không nữa. Tên Trần Mai Hoàng Thanh Thư. Em 28 tuổi. Em sinh ra và ở đây là sống ở Sài Gòn. Em đang làm nhân viên sale ạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường rồi cùng bạn nữ ngồi bên chị Bước Game, cùng toàn thể tất cả các vị có mặt ở trong khán phòng này ạ. Em tên là Nguyễn Quốc Việt và quê em ở Kiên Giang. Và hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và công việc của em là em đang làm cho công ty xây dựng ạ. Chuyên đảm nhiệm trách nhiệm bên hệ thống điện đài để cung cấp cho một công trình xây dựng ạ. Tất cả các loại điện đài thì kia đó hả? Dạ dạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 91 ạ. Bạn gái? Dạ em sinh năm 91. Hai bạn bằng tuổi nhau, vợ chồng bằng tuổi nhau, giàu lắm á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là một người là vui vẻ, là hòa đồng, sống rất là thẳng tính và có thể là học hỏi được công việc rất là nhanh và có thể làm được rất là nhiều ngành nghề và công việc khác nhau. Thì điểm yếu của em là cũng là điểm yếu thẳng tính, đó cũng là một cái điểm yếu lớn nhất của em. Và với lại cái điểm yếu lớn nữa là nhậu rất là dở, nên là đi nhiều khi đi giao tiếp cũng hơi bị hạn chế vấn đề là rượu với bia. Có tật xấu gì không? Tật xấu em chỉ có cái tật là hay đi lạc đường thôi. Mặc dù là em cập nhật ở đường ở Sài Gòn rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi em cập nhật bên Google Maps em cứ chạy hồi nó đi tới đâu em cũng trái biết. Có vợ biết. Đừng đi lạc đường nha. Có vợ lạc đường là mệt lắm. Đi qua nhà cô này mà đi qua nhà cô kia chết luôn à. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, nói chung là ăn nhiều, thích những món ăn lạ. Khuyết điểm của em là thích sạch sẽ nhưng mà không thích dọn dẹp. Trời đất ơi. Thì bình thường là em đang ở nhà ai? Dạ em ở với ba mẹ. Là giờ ba mẹ dọn dẹp phải không? Rồi có biết nấu ăn rồi dọn dạ, dẹp dạ nấu ăn thì em cũng không biết luôn. Hả? Mẹ nấu cho ăn luôn. Mẹ em lo hết từ A tới Z cho mấy chị em. Mẹ thương quá phải không? Ăn ít ít lại nha. Dạ. Vậy có thay thế được điều đó.
Không gì, không cho chị Cát Tường ơi, mấy vấn đề đó là sau này về em có thể là chỉ dạy từ từ được ạ. À, nhưng em làm được không cái đó? Dạ, nấu ăn thì em vẫn có thể nấu được ạ. À. Những công việc nhà thì em cũng vẫn có thể làm được. Dọn dẹp sạch sẽ được không? Dạ được ạ. Rồi, trước tiên mình làm được. Hứa cho cố mai mốt là làm không được nha. Nói ra đây là nhiều nhưng mà sau này về tất cả hai người phải cùng nhau đúng làm rồi. Những cái vấn đề nào mà không biết thì em có thể chỉ dạy từ từ chứ. Được không em, chịu học không? Chịu học thì chịu học, nhưng mà ví dụ như chẳng hạn như em làm là bạn nam cũng phải phụ em chứ không phải là bạn nam dạy làm đâu. Dạy làm xong rồi ở đầu không phụ thì phụ chứ, em sao mà em làm một mình nổi. Ăn dữ lắm hả? Dạ ăn nhiều. Rồi không có đồ ăn rồi sao? Không có đồ ăn thì đi xin. Trời đất ơi, xin đâu? Xin bạn bè rồi vòng vòng vậy đó chị. Chết rồi em ơi, lương anh thấp lắm nha, anh tối ngày anh ăn mì gói với khô quẹt không á. Không biết nói sao anh. Không thì về nhà mình ăn ở nhà, mình về mẹ xin mẹ cho ăn ké bữa hay bữa vậy đó. Nếu như mỗi lần mà mẹ không có cho đồ ăn thì em có nóng giận gì không? Dạ có. Sao? Nhưng mà mẹ em không giờ để cho em nhịn đói. Đúng rồi, dạ. Chưa có chồng để cho em nhịn đói thôi. Em đã trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em trải qua một mối tình. Bao nhiêu năm? Còn dạ chắc cũng được 2 năm. Sao chia tay? Dạ chia tay là tự vì do bạn đó đi làm xa. Rồi xong rồi tự nhiên rồi hai đứa chia tay thôi. Nhiều mối tình lặt vặt. Em thấy giờ cuộc sống ở trên, coi trên Facebook đồ là cuộc sống ở trên nó đánh đập hành hạ vợ con rồi đại khái là như vậy á. Có bạn em quen mà bạn đó keyboard á chị. Tính toán quá, ví dụ chẳng hạn như mời em qua nhà ăn cơm, em và bạn đó cùng đi chợ thì bạn đó chỉ có mua một lạng thịt bò, chia ra ăn hai bữa. Tính em thì rất là thích xài sang, nhưng mà kiểu đó là em cũng thua, em cũng biết nói sao. Em có làm ra tiền không? Em buông, em làm ra tiền được. Em làm ra tiền em xài thì kệ em, chứ giờ người ta không có tiền, người ta phải mua lạng thịt bò ta chia làm hai, ít không có tiền ăn mì gói không á, còn có lạng thịt bò chia làm bảy bỏ vô có mì bò thôi, đúng không? Mà ăn chi ăn hoài vậy, bớt ăn đi. Bây giờ mình ăn rau với mì gói thôi được rồi. Nhiều khi em cũng cố gắng giảm cân lắm, nhưng mà đại khái là giống như em chỉ cần ăn không khí thôi em cũng mập nữa. Mà có nghĩa là em chia tay bạn trai tại vì bạn trai không cho em ăn ngon nên em chia tay thiệt luôn hả? Em trai thấy sao cưng? Vậy thì anh em về tới nữa là bạn kia là cho em 100g thịt bò chia hai, còn anh gói mì anh chia làm hai á. Gói mì chia làm hai hả? Vậy thôi anh ăn hết đi, em nhịn đói cũng được. Hai bạn này về nói chuyện rất vui lắm ta. Còn sao bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai là phóng khoáng, đừng có keyboard. Người ta đừng không có gia trưởng. Người ta không phải keyboard mà tại vì người ta không có tiền. Chứ không phải là không người... không có tiền em đi làm em lo được. À, dạ. Em nói rõ, còn người ta chừng nào người ta có tiền mà người ta không cho em ăn á nó là kỹ bo, còn bây giờ người ta không có khả năng mà em bắt người ta tự nhiên gì người ta đang khó khăn em bỏ người ta kỳ quá. Nói chuyện ăn hoài vậy. Làm như bên nó khoái ăn lắm, nói chuyện ăn khoái hoài. Khoái ăn lắm. Trời em thích nghiên cứu những món ăn lạ. Đó thấy chưa? Bây giờ hỏi bạn trai nè, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em được một mối tình chính thức và được 2 năm. Lý do sao em chia tay? Lúc đó thì em quen bạn nữ đó thì ba mẹ bạn ấy là sống ở bên Hàn Quốc. Nên là thời gian sau khi bạn ấy tốt nghiệp xong thì ba mẹ về rước đi qua Hàn Quốc và lấy chồng bên Hàn Quốc. Rồi, mẫu người bạn gái của em trai như thế nào? Chỉ cần là vui vẻ, hòa đồng và sống là biết kính trên nhường dưới. Mẫu người cũng mẫu người gia đình. Bạn kia khỏe rồi, vui rồi đó, có ăn là vui à. Ngoại hình em muốn mẫu người bạn gái mình như thế nào? Là một người có mái tóc thì dài xíu, nước da hơi trắng. Cười có đồng tiền giống chị Cát Tường thì càng tốt à. Tại vì mỗi sáng thức dậy là được thấy cười có nụ cười, có cái đồng tiền nở ra là thấy là lụm tiền nữa. Anh ơi, đại khái rằng là em không có được cái gì luôn á. Trời ơi. Đại khái. Ước mơ chỉ là mơ ước. Nói xong bên kia dập tắt ước mơ luôn. Bây giờ nói em không có gì hết trơn á. Thấy sao trong lòng nó sao em? Thì lên đây á, trước tiên mình cũng đó cũng là cái duyên rồi, cái nợ thì quan trọng là để do hai người tìm hiểu đi về sau này thôi, còn ví dụ mà một hai phút để ngồi nói chuyện với nhau vậy là cũng chưa chắc đã tìm hiểu hết về nhau. Bây giờ em cảm nhận bạn gái bên này là người như thế nào? À là một người là có thể là hơi là tròn tròn, khuôn mặt là khá mũm mĩm. Không thích phụ nữ gì? Phụ nữ là nhậu. Nhậu hả? Dạ cho mình và nhậm tóc vàng. Để coi coi chắc có đủ rồi. Chào anh Nguyên ơi. Tự khai hồi nãy bên đây nói sao bên kia nó em có hết trơn á. Còn bên đây nói sao bên kia nó có hết. Nhuộm tóc có nhuộm tóc. Nhưng mà nhuộm đẹp em có sao đâu. Nhưng mà nhuộm rồi bây giờ nhuộm đen là vẫn được mà. Ủa tao không thích nhuộm đen, tao để màu vậy được không?
Tại vì ra nói cái găng cái tóc là rốc của con người á, mái tóc nó sẽ dẫn đến làm nên. Bây giờ người ta lỡ nhuộm rồi, nhuộm đen lại là cái gốc nó gốc giả rồi. Ừ. Được không? Cái để suy nghĩ lại anh. Suy nghĩ lại thì khó quá. Xong rồi xăm một chút xíu là được không? Tại vì khi mà con người ta khi mà mình đặt bút lên xăm lên đó thì cho dù mình tốt cái nào đi nữa, khi mà đi ra ngoài là người khác sẽ đánh giá khác liền. Chưa mà đặc chắc. Biệt. Bây giờ á, xăm là một trong những hình thức mỹ thuật làm đẹp hơn, có thể một chút xíu cổ tay. Nhiều khi người ta bị thích. Thẹo, ta xăm lên che cái thẹo. Có thẹo, đâu có sao đâu. Dạ, xăm vì... không nói điều gì hết. Dạ. Nói chung... Có nhậu không em? Có nhậu không em? Cái tướng này chắc cũng có. Dạ có. À. Nhậu nhiều ít. Đại khái chắc cũng được 2-3 chai. Trời ơi. Nó thật thà. Em ơi. Có sao nói vậy? Ừ. Em có xăm không? Dạ có. anh đừng có quan điểm là xăm là một người xấu. Cái hình xăm của em á là đại khái là có ý nghĩa rằng là cần một ai đó để nương tựa vượt qua khó khăn. Như... Rồi, anh hiểu rồi. Dạ. Rồi. Em suy nghĩ là quan điểm của mình đi. Anh thấy rằng á, cuộc sống càng ngày hiện đại cũng phải thoải mái ha. Đừng có làm gì quá gọi là thuần phong mỹ tục là được rồi. Bên đây là một cô gái rất là dễ thương luôn. Ha. Ây da, cần qua hàng để tôi qua tôi coi anh bên này cặp sao. Cặp này quan dạ, điểm dạ. Khác nhau. Nếu mình ưng bụng thì bao lâu sau mình đám cưới được? Và nếu như được thì trong năm mai luôn vẫn được ạ. À, mình có phải làm dâu không? Dạ, có thể là có. Mà ở rể được không? Dạ không ạ, tại vì định hướng của em sau này là em sẽ về quê lập nghiệp ạ. Về rồi. Kiên Giang lập nghiệp. Vậy là có thể về quê lập dâu. Chúng ta chỉ hỏi quan điểm các bạn thôi. Hơi khó ha, suy nghĩ đi cưng. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân. Bạn trai đi với ai? Dạ bữa nay em đi với chị ruột, anh rể và những người bạn học và bạn đồng nghiệp ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay ạ. Em là tên Thùy, là chị gái của em Việt. À, bình thường em Việt cũng là một người sống hòa đồng, cũng rất là dễ tính chứ không phải là khó tính như nãy giờ mọi người nhìn thấy đâu. Tại vì em ấy cũng hơi vui vui chút xíu. Vui đâu, thấy căng quá trời căng vui đâu. À, em thấy bạn gái bên đây thì coi cũng được, cũng dễ thương á. Nhưng mà bạn ấy nói thích sạch sẽ nhưng không thích dọn dẹp, ăn nhiều nhưng mà... Em trai em thì lại nói là không có kinh tế, chỉ ăn mì gói. Nhưng thật sự là thời buổi này thì ăn mì gói cũng có, nhưng ít thôi chứ đâu phải ngày nào cũng ăn đâu chị. Có đâu. Dạ. Linh là ngày nào ăn mì gói luôn đó. Dáng vẻ bề ngoài nó không quan trọng. Ví dụ như là hình xăm hoặc là tóc vàng, tóc đỏ không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là tính cách, cách cư xử với những người trên, người dưới như thế nào cho đúng là được. Đó, chị gái ta nói đúng chưa? Không? Em khó quá em ơi. Trời ơi, chị nói quá đúng. Rồi, bạn gái, hôm nay mình đi với ai? Em hôm nay em đi với em họ với lại gì? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả mọi người ở phim trường ạ. Thì Thư nói ở đây không phải ăn, kiểu như ăn nhiều đâu ạ. Khi mà đi chung với chị Thư thì chị Thư là cái người mà ít ăn hơn cả em nữa. Anh chỉ có ăn mấy cái món mà có trên mặt bàn rồi một hai món vậy thôi, rồi không có phải là ăn nhiều giống như là chị Thư lúc nãy giờ nói. Rồi cái sạch sẽ thì Thư khá là thích người sạch sẽ và Thư cũng rất là sạch sẽ. Ở nhà dọn dẹp thì cũng có dọn dẹp chứ không phải là không. Còn về cái vấn đề mà tóc tai và cái hình xăm á thì em cũng có ý kiến là cái tóc á thì hợp với cái mẫu người của chị cho nên cũng đẹp chứ không có đến nỗi mà anh nghĩ đâu ạ. Còn cái hình xăm thì chị Thư có xăm một cái được cái chữ hàng chữ ở sau vai. Nó mặc đồ là nó cũng che đi chứ không có cho người khác nhìn thấy đâu ạ. Thì em thấy anh cũng được cho nên thì tùy vào cái sự quyết định của hai anh chị cho nhau cơ hội để mình tiến tới xa hơn. Dạ. Thật sự anh thấy rằng em trai đây á cũng dễ thương, anh cũng hiền. Nhưng mà anh khuyên em bớt khó tính là chút xíu đi, thoải mái chút xíu đi. Hơi khó đó, ừ, mặt cũng khó đó. Rồi, người ta dễ tính, ăn được, ngủ được, người ta tròn trịa. Bây giờ hai bạn hòa hợp, đó mình chia sẻ cho nhau, hai bạn đều đẹp. Kéo hàng rào. Trời, dạ, có dạ, dạ, anh và em đến đây á, thì cái khoảng thời gian trước mắt là nó không đủ để cho anh và em để tìm hiểu nhau. Dạ. Nếu như có cơ hội á, thì anh và em sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Về sau này còn cái vấn đề về sau này hình xăm hay là mái tóc gì đó thì anh và em có thể thương lượng lại với nhau. Vẫn là tóc. Một khi mà tại vì mình mới gặp nhau lần đầu và tình yêu nó chưa có phát triển, một khi mà tình yêu mà nó phát triển đủ lớn á là người ta có thể chấp nhận vì nhau và sửa cho nhau tất cả những cái mà khuyết điểm của nhau.
cũng nói thiệt là có mấy lần em đi hỏi xóa hình xăm rồi, nhưng mà xóa thì rất là mắc tiền, khi mà xóa thì nó vẫn giữ lại sẹo, nên đại khái rằng là nó cũng chỉ nằm ở ngay đây, khi mà mình bận đồ vô thì nó cũng che mất, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái cuộc sống sau này hết đó. Ví dụ như anh ở đây là anh ở trọ hay là ở có nhà ở đây ạ? À? Thường thường là anh làm ở đâu thì công trình ở đâu thì anh ở nhà tập thể của theo anh đi theo công trình. Dạ, em có nhà ở đây nên có thể anh ở rễ được không ạ? À? Cái định hướng tương lai của anh á là anh sẽ về quê phát triển, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế. Ví dụ như mà nếu như có đủ điều kiện kinh tế để phát triển ở trên Sài Gòn thì mình sẽ phát triển ở Sài Gòn. Em muốn bao lâu nữa thì về? Dạ, em dự kiến là khoảng 2 năm nữa em sẽ về quê. Công việc của bạn gái có thể chuyển về quê theo chồng không? Công việc của em thì nói chung là cũng chuyển được chứ không phải không được ạ. Đối với anh là một người rất là tôn trọng lời hứa, thẳng thắn và rất là đúng giờ. Thì thêm em có... Nói chung là em là một người ít nói, nên bạn trai ít nói thì càng tốt chứ đừng nói nhiều quá. Em thích hành động nhiều hơn là lời nói, chứ nhiều khi có nhiều người hứa đã xong rốt cuộc không làm được gì hết. Đúng rồi, anh ít nói lắm. Một khi anh hứa là anh bất cứ giá nào thì anh cũng sẽ thực hiện được cái lời hứa. Dạ, em mong anh cũng nói được làm được. Em lần đầu tiên gặp thì em cảm nhận như thế nào về anh? Em thấy hình như anh có một cái gì đó gọi là gia trưởng ở đây á, mà em thì em lại không thích gia trưởng. Tính anh không gia trưởng, anh chỉ có cái là thẳng tính thôi chứ không gia trưởng. Anh thấy sao anh nói vậy, và anh nói xong rồi anh bỏ, anh không để lòng. Bạn trai có thể không nói nhiều mà thể hiện bằng hành động. Thì đến đây với chương trình hôm nay thì em cũng có một bài hát để gửi tặng cho bạn gái và cùng toàn thể quý vị ở đây. Không ai em nhiều và say chưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, yêu em thì chung. Bao hôn hoa tình yêu thắm nồng con tim thành thơ. Trong giấc mơ thơm nồng rồi ông bướm lai hòa nhạc. Bao đau thương khổ lì chẳng sáng anh gươm bao mây. Bao sáng chứng đói nghèo này đua lên quy tuyển đi. Không có ai ngăn được mình trên chiến xe thầm tình, trên chiến xe tóc hành tình yêu. Rồi, thôi hết thời gian rồi các bạn. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Lắng nghe nhịp đập trái tim mình xem có thổn thức gì chưa. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta, hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Hai bạn vẫn có vẻ là đưa ra quyết định hơi chậm một nhịp so với tiếng đếm của tôi. Dạ, em đang cân nhắc ạ. Cân nhắc. Bạn gái, bạn phân vân điều gì? Em đang phân vân những cái ảnh nói, nhưng mà em cũng muốn rằng là cho mình một cơ hội. Thật sự em cũng là một cô gái bản lĩnh, và chị hy vọng rằng là khi mà hai bên tìm hiểu nhau thì biết đâu cái tình yêu á nó sẽ đủ lớn và hai bạn có thể sẽ có một cái thỏa thuận nó êm đẹp với nhau. Nhưng sống ở đâu cũng được, miễn bên cạnh có người mình yêu thương là được, thì chúng ta vẫn có thể hạnh phúc với nhau.